về Lộc Uyên, tâm tọa ngã thường thiền, những đóa hoa Bồ Tát thơm ngát nụ chân nguyên. Bước chân vào Lộc Uyên, rung động cõi tâm thiền, pháp âm đầy nhu nhuyễn, chim hót giọng bình minh. Những phút giây Lộc Uyên, giọt nước mát khơi dòng, thiền tông nay bừng sáng trên núi rừng rêu phong. Pháp âm đầy nhu nhuyễn, chim hót giọng bình yên. Ôi Lộc Uyên mênh mông, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hôm nay đó là ở thời tiết ở Úc qua tháng 8 thì coi như là chuẩn bị hết mùa đông, chuẩn bị qua cái tiết sưng. Mà trong đạo Phật á, thì bữa nay là ngày 29 tháng 6 âm lịch, thì cũng chuẩn bị bắt đầu tháng 7. Thì theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam á, thì chúng ta có, không phải chỉ có cúng ở rằm tháng 7, gọi là lễ rằm Trung Nguyên hoặc là mùa Vu Lan báo hiếu, gọi là một mùa. Mùa có nghĩa là sao? Là có một cái thời gian dài, chứ không phải chỉ có một ngày hoặc là hai ngày, ba ngày. Cho nên người Việt mà cái này là chắc có lẽ là do các bậc thầy tổ của mình, các ngài đặt ra những cái chữ như vậy mà thành có thói quen. Mình không có để ý, có những lúc mà mình nói hoặc là mình sử dụng nhưng mà mình không có để ý. Ví dụ như nói là mùa Vu Lan báo hiếu, thì mùa Vu Lan là nó bắt đầu từ, có thể nói là bắt đầu từ đầu tuần á, hoặc là cái ngày đầu của tháng 7 cho đến hết cái tháng 7. Có những cái chùa, bây giờ đi ra hải ngoại thì ở Canada hoặc là Hoa Kỳ hoặc là những quốc gia khác là tổ chức qua luôn tới tháng 8, tới Trung Thu luôn, mà vẫn còn gọi là mùa Vu Lan báo hiếu, chứ không phải chỉ có ngày rằm tháng 7. Và cái mùa Vu Lan này
là nó có một cái điển tích, một sự tích mà ai cũng biết. Là ở đây thì tôi xin nhắc, vì hôm nay thì cũng có những người, những gia đình cúng thất cho người thân, cúng chung thất, rồi cũng cúng đang làm thất, rồi cúng trăm ngày, rồi cúng giáp năm. Nói tóm lại là khi thiền hữu thấy quý vị con thảo cháu hiền mà có lòng hiếu thảo với cha mẹ thì thiền hữu rất là quý. Thiền hữu nói nhiều lần lắm cái cuộc đời của thiền hữu. Ngày hôm nay mà còn sống, ngày hôm nay mà có được như vậy, có được như vậy có nghĩa là như vậy, chứ không phải là như vậy là như vậy. Cũng không hiểu rồi ha, nghe nghe lùng bùng rồi đó. Có được như vậy nhưng mà không phải như vậy mà là như vậy, là vì mình không có muốn nói. Hãy mà mình nói tôi có được như vậy, giống như là hình thức, giống như mình khoe khoang, nhưng mà thực chất không phải. Cá nhân thiền hữu, thiền hữu thấy là có được là không phải. Cái thứ nhất là thiền hữu không phải là cái người có tài. Có những vị thầy bạn, có những vị thầy lớn hơn, cái tài của các ngài gấp 100.000 lần thiền hữu. Cho nên nếu mà nói tài thì thiền hữu chẳng có tài gì hết. Mà nếu mà có thì ở ngoài đời người ta dùng cái chữ rất là hay, mà thiền hữu xin nhận cái chữ đó. Tài gì biết không? Tài lai. Cái tài lộc gì? Tôi nghèo muốn chết mà lộc đâu mà lộc. Tài đó là tài gì? Tài lai. Thiền hữu nhận cái chữ đó. Chứ thiền hữu không phải là tài lộc, mà cũng không phải là tài gì. Tài lộc nè, tài năng nè, tài gì? Tài phiệt. Trời Phật đó, bắt đầu rồi đó, nhập toàn rồi. Tài phiệt. Tài gì nữa? Tài lanh là thì, tài lanh. Tài lanh với tài lai nó cũng bà con. Thiền hữu dạng đó đó. Cho nên hồi nãy vô là thấy nó nhảy tới nhảy lui là cái tài của thiền hữu nó thể hiện liền, là thuộc về cái dạng tài. Tài lanh đó. Chứ đúng ra là sao? Là rồi thì nhắm mắt làm ngơ để cho nó nhảy. Chứ con tạo nào đâu đây? Để cho nó nhảy tới nhảy lui để hồi nó là sao? Mỗi giờ thì thôi. Nhưng mà bây giờ mình mở mắt mình thấy mình không làm ngơ được thì cái dạng đó là mình thấy mình dở rồi đó. Chứ đúng ra là cãi đó. Bây giờ trước mắt thiền hữu mà bây giờ nó có đứa nào đó hoặc là ai đó mà nó cười hoặc là nó đứng lên nhảy xuống gì đó, mình mở mắt nhưng mà cũng như là nhắm mắt thấy, dùng cái từ mà cũng khó hiểu là thấy nhưng mà không thấy hả, nhưng mà không thấy mà thấy. Nó cao rồi đó. Nó thấy mà không thấy, tại vì mới coi như là gì, mới mở mắt. Chứ nhà thương mở mắt cườm, cho nên là thấy nhưng mà không thấy. Thấy là sao? Thấy ông đeo kiến á, là tưởng đâu ông thấy. Thì ngủ kể cái chuyện này. Có một thằng bạn ở chợ mới lâu rồi, thì trong cũng vừa bạn mà vừa bà con xa. Ngày xưa á, cái đường mà đi từ Sài Gòn đi Vàm Cống, đi Sa Đéc, rồi từ Sa Đéc á muốn đi lên chợ mới, đi lên gọi là Nam Giang á, là không có đi đường xe được bởi vì chiến tranh. Cho nên chỉ duy nhất đi đường tàu thôi, mà một tuần là chỉ có 3 chuyến thôi. 3 chuyến tàu.
và đi cuối cùng là đi lên năm vang đó, gọi là gì, Campuchia đó. Rồi thì có một bạn nó nói chung là mù bẩm sinh, nhưng mà thằng này nó ngộ một cái mù bẩm sinh. Nhưng mà má này xin lỗi nha, ai đăng kiến đúng Hà Thiện Hữu không có nói ý, Hà Thiện Hữu cũng đăng kiến nữa, quên. Thì này nó lại là khoái mang kiến, mù khoái mang kiến. Thật ra là nó vẫn kêu, hễ mà trong gia đình mà có đi mua sắm kiến rồi nọ cho mình đeo lên cho có vẻ bảnh bao đẹp trai, hoặc là mang kiến vô để cho người ta thấy mình là gì, tri thức. Rồi đã vậy là nó còn cầm cái gì, cái gì, cái quạt đâu đó, cái gì mà giống như giáo sư vậy đó, cái cặp, trời ơi, nó cầm cái cặp nữa. Rồi bắt đầu nó đi thì bắt đầu ảnh tàu sắp sửa chạy thì ảnh bước xuống, nhưng mà anh đâu có thấy đâu. Thiện Hữu thì ngồi dưới rồi á. Thì mọi người coi như là ở trên tàu đó là thấy sao bước thằng này nó bước tới đó xong mà cầm tập táp rồi giống như là giáo sư vậy đó ha. Xong rồi cái xong đứng khựng nó hoài à, mà ông lái tàu nó bóp kèn tí nó bóp kèn để mà gọi là gì chạy đó, mà sao ông nội ông cứ đứng hoài à. Thì mấy người ở dưới tàu này mới nói sao ông chịu xuống đi ông nội, tại lúc đó có Thiện Hữu đó mà, sao chưa xuống đi ông nội. Thì nó cũng đeo kiến đen vậy nè, có con bà đeo kiến đen giống á, ngồi sao giống hệt luôn. Nó nói bộ không thấy tôi đuôi, bộ không thấy tôi đuôi sao. Nó nói ở dưới nó mới giọt lên mà không ai nói, không ai dạy nha, mà nó nói đồng thanh luôn. Cái trí tuệ con người nó có những cái đặc biệt lắm. Tự ở dưới tàu nó đồng thanh lên, nó nói mày đuôi sao mày mang kiến. Đuôi mà mày đặt mang kiến. Rồi cuối cùng có thằng là dưới tàu á, giống như là xe, ta gọi là lơ xe, nó lên nó dẫn ông xuống. Xuống ngồi dưới tiền ông cũng quê thấy mồ luôn. Thì cái đó gọi là gì? Chứng minh là thấy mà không thấy, thấy mà không thấy, lại vậy đó. Thì trở lại đó là cái mùa, ta gọi là mùa Vu Lan mà. Mùa Vu Lan là quý vị cứ có lòng, có hiếu với cha mẹ ở đời đó. Đức Phật cũng nói đó, ra đời mà không gặp Phật, thờ kính cha mẹ như thờ kính Phật. Như vậy là Đức Phật đặt cha mẹ ngang hàng với Phật á. Cho nên nói với Thiện Hữu á, Thiện Hữu quan trọng cái chuyện đó lắm á. Và Thiện Hữu cũng đã từng kể, từng nói mà nói thiệt à, người nào mà chửi cha mắng mẹ mà Thiện Hữu biết là Thiện Hữu không có dám lại ngồi kế á. Không có dám lại ngồi kế đâu à, nói trước à. Biết sao mà nhất là trời mưa á, trời đánh nó né qua nhiều khi chúng Thiện Hữu. mấy chữ cha mắng mẹ mấy ngày mấy mà bất hiếu quá, nó lanh lắm. Nó gạt bà già, nó gạt ông già đến nỗi mà ông già bà già bán đất bán nhà bán đồ nọ đưa hết. À, thì á, ở trong đạo Phật có ngài gọi là gì, những người mà coi như là thực sự mới đầu không có cái truyền thống gọi là Vu Lan báo hiếu. Trong kinh rải rác Đức Phật đề cao đến chữ hiếu. Ví dụ như có một thầy tỳ kheo đến cái mùa gọi là đói khát, dân chúng không có cơm ăn, rồi mà thầy đó thì có một bà mẹ già
cũng không có khả năng lao động làm việc, mà nhà thì nghèo, mà ông thì lại là ham tu cho nên ông xuất gia. Nhưng mà lòng hiếu kính của ông vẫn coi như là hướng về mẹ của ngài tỳ kheo này. Nhưng mà con cái là ngài đi khất thực, là có cơm, là ngài ngày nào ngài cũng ghé nhà, ngài cho mẹ ngài sớm, coi như là nuôi mẹ ngài bằng cách đó. Thời kỳ Đức Phật á, thì cái chuyện đó thì mấy thầy tỳ kheo khác mà không có hiểu á, cho nên mới nói là tại sao cơm của Đàn Na Thí Chủ cúng cho mình không ăn mà mình lại đem về cho mẹ ăn, như vậy là có tội. Có nhiều người hiểu sai như vậy. Và cái sự việc này nó mới mấy thầy tỳ kheo mới lên thưa với Đức Phật, nói bây giờ trong các vị tỳ kheo có ông thầy tỳ kheo vậy đó, mà ngày nào ông cũng lấy cơm được khất thực đó mang về nuôi mẹ ông, thì chẳng những sau khi Đức Phật nghe đó, Đức Phật chẳng những là không quở thầy tỳ kheo đó mà còn khen thầy tỳ kheo đó. Và Đức Phật cho phép luôn từ đó đó, là những thầy tỳ kheo mà mình tu hành mà còn cha mẹ ở nhà mà không có ai phụng dưỡng đó, thì mình có quyền, và cái thức ăn của mình mà báo tấm cúng cho mình đó, mình có quyền lấy đem về nuôi cha mẹ, không có tội lỗi gì mà còn có phước nữa. Đó là thời kỳ Đức Phật. Mà Thiền Hữu đọc ở trong kinh Tăng Chi nhiều cái mẫu chuyện giống y như vậy. Rồi đến cái lúc mà ngài đại hiếu Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên là chỉ có cái tên Mục Kiền Liên thôi, nhưng mà do vì ngài có hiếu với mẹ ngài. Hiếu là gì? Là mẹ ngài mất mà ngài không biết là như thế nào, và ngài tu, ngài đắc lục thông, ngài dùng thần thông, ngài quán chiếu, ngài tìm mẹ ngài, tìm ở trên trời cũng không có, tìm ở dưới biển cũng không có, tìm ở Việt Nam cũng không có, tìm ở Mỹ cũng không có, cuối cùng tìm đâu? Ở Úc. Thì ngài quán chiếu, ngài nhìn, ngài thấy, cho nên có cái câu gọi là thấy vong mẫu sinh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dân, từ mẫu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thuộc không? Nè, rồi bây giờ bắt đầu mấy bà mẹ ngồi với nè, thấy cơm mẹ rất lo âu, tại sao bà lo? Thấy cơm mẹ rất lo âu là gì đó? Tay tả che đậy hữu hầu bóc âm, có nghĩa là tay tả là tay tay phải, trời ơi, tay này mà tay phải, tôi đưa tả mà dưới mà nhìn ở dưới nhìn phải, tôi đưa tả mà nó nói. Cái này ta gọi là gì biết không? Đưa tả mà nó nói hủ. Thì trong cái võ thuật nó gọi là tả hữu bình bình. Mấy bà học coi võ mà biết cái câu đó không? Tả hữu bình bình có nghĩa là thầy đưa trái nó nói phải, cho nó làm sao? Cho nó đồng đều. Bình bình có nghĩa là bằng bằng, vậy thôi. Quyến thuộc hết trơn à, nhưng mà có cái là vì đưa cơm lên, dùng thần thông đưa xuống nguyên một cô tô cơm, thì bả làm sao? Bả che. Tại sao bả che? Lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà,
Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Rồi ngài một kiên liên, ngài nhìn ngài thấy như vậy, ngài thấy mẹ ngài vậy, ngài đau đớn không, đau khổ không? Cho nên ổng mới nói là thấy như vậy âu sầu thê thảm, dữ dằn lắm. Mà người ta vậy người ta mới là thấm. Còn mình đó là mình thấy mẹ mình chết đói hay là không có cơm ăn thì mình có u sầu hay là âu sầu thê thảm không? Có không? Mà ở đây làm gì có vụ đó mà ta âu sầu. Xứ này nói thiệt á, khó lắm, khó có thể thử lòng con cái lắm. Tại vì nó không có đưa vô cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Ví dụ như hoàn cảnh mà coi như hai mẹ con mà sống chung với nhau mà chỉ có một cái quần, thí dụ, có nghe đó không? Không hả? Muốn nghe không? À, nói này kỳ quá. Đó, rồi bắt đầu nó mới có hiếu, cái đó mới căng à. Đó. Thôi giờ bỏ qua đó đi. Rõ ràng là cái nguyên do cho nên mới có cái gọi là rằm tháng bảy, tiết Vu Lan đó là vậy. Mà cái này nó hay quá chừng. Nhưng mà mỗi lần như vậy đó thì mình có cơ hội mình nhớ, không phải chỉ nhớ nhớ cha nhớ mẹ hiện đời đâu. Không có phải chỉ nhớ cha nhớ mẹ hiện đời. Nếu mà một con người nhân đây thiện hữu bây giờ là đầu tháng bảy, bắt đầu vô mùa Vu Lan là thiền hữu cảm ơn dài dài. Mỗi lần cảm ơn quý vị, một con người mà không có cái lòng gọi là biết ơn khó có thể thành tựu được gì lắm. Nhưng mà quý vị ngồi nghiệm lại coi, quý vị thọ hưởng quá chừng luôn mà quý vị có một giây phút nào quý vị ngồi tịnh tâm lại mà để quý vị cảm ơn không? Mang ơn không? Có không? Thiệt không? Bây giờ ngồi nè, bây giờ đang ngồi nè, tịnh tâm lại nè, bây giờ quý vị mang ơn cái gì? Trước đi. Mang ơn gì? Mang ơn cái gì mà làm cho mình ấm? Thời tiết. Mang ơn thời tiết. Bây giờ mình đặt trường hợp mà giờ phút này mà nó mưa gió ẩm xì đó, rồi nó lạnh lẽo đó, quý vị có cơ hội lại đây không? Và đồng thời á, là mang ơn thời tiết là sao? Là vì á, thời tiết nó ấm. Mà là cái gì biết không? Mặt. Mang ơn cái mặt trời á, mang ơn mặt trời đã cho. Thực sự nếu mà mặt trời không còn á, là sự sống không có. Quý vị có biết cái mặt trời với trái đất cái nào lớn? Rồi xong luôn. Học gì đâu mà đừng có nói hồi mặt trời với trái đất cái mặt nào lớn? Nó mặt con lớn. Không hiểu hả? Không nhớ luôn. Trái đất của mình á có chút xíu à, mà cái mặt trời đó nó là một cái gì gọi là gì, dùng cái chữ gì mà quý vị dùng chữ nho mà quý vị nói hoài đó, mặt trời kêu là gì? Đỏ thải dương hệ đó. Giáo sư mới nói được vậy đó. Giáo sư Đào Hoàng Nga ngồi kế bên, bả đang vỗ vỗ đùi của ông bác sĩ Hà Ngọc Thuần đó, một cái cặp đôi hoàn hảo. Hôm nay ngày đặc biệt, chắc có gì đặc biệt trong này sao mà coi như là ông bà giáo sư bác sĩ phải có ngồi dưới đó chứng minh công đức. Chứ còn ít có khi đi ra ngoài lắm, ít có gọi là dùng cái từ gọi là cho nó văn chương chút là hạ sơn. Lúc nào ông bà cũng là lo tu luyện ở trên.
trên núi không, giờ mới hạ sơn. Thì cái mặt trời người ta kêu gọi là Thái Dương hệ. Mà Thái có nghĩa là gì? Rồi ngơ ngơ ngào ngào, ở có bà nói Thái là sao? Sắc mỏng. Trời ơi, Thái là bự là lớn. Thái á, chữ Thái đó là nó chữ đại. Chữ đại đã bự rồi, mà nó có thêm cái nữa ở dưới cái ngay chỗ cái. Ai biết chữ nho biết đó. Thêm cái nữa thành chữ Thái là to hơn đại. Cho nên đâu nè, ta mới gọi là Thái Dương hệ. Mặt trời đó, chứ không phải Thái. Thái là sắc nhỏ. Gọi là Thái gì? Không. Khổ quá à. Ngồi ăn chay mà bắt đầu nói Thái cái là nó nhớ tới. Thái gì biết không? Thái cái gì mà nhúng. Đó. Ngồi mà nói rồi khơi cái là dòng tưởng tùm lum hết trơn. À, thì mình cảm ơn. Cho nên á, quý vị có nhớ cái câu mà Thiền Hữu đặt Thiền Hữu lại hai cái chữ mình nhớ nha. Một là ơn sâu, hai là nghĩa nặng. Cho nên có cái câu gọi là đệ tử chúng con một lòng thành kính hướng về. Thủ hết trơn rồi mà tại vì có một cái giờ không nhớ thôi. Thông minh vậy đó. Tại vì nè, ơn sâu của càng khôn dưỡng nuôi che chở, nghĩa nặng của vũ trụ bảo bọc chiếu sâu. Nếu mà không có cái càn khôn vũ trụ này là mình sao? Mình không có rồi. Mình tồn tại được là nhờ này, cho nên ngồi đây trong lúc này là xa một chút là phải là nhớ ơn càn khôn vũ trụ đó. Nhưng mà thôi cái đó xa quá. Mà nhớ ơn cái gì nữa biết không? Cái bầu gì? Bầu khí quyển nha. Nó bầu bầu khí quyển có nghĩa là có nghĩa là cái không khí này mà mình may mắn là mình được hưởng cái không khí ở đây trong lành không. Bởi vậy ngồi mỗi ngày á, Thiền Hữu bởi vậy may mắn vô cùng, và mà mình không hưởng uổng lắm, không có tốn đồng bạc nào hết, không có trả cho ông trời ông đất nào, ông trời một cắt bạc nào hết mà hít. Trời, không khí trong lành, hít hết bệnh luôn á. Ngồi này thôi mà trong cái không khí mà nhất là không khí ở trong chùa nữa, không tự đi ra ngoài kia hít không khí ngoài kia thì nó bị ô nhiễm, nhất là đi lại mấy chỗ ồn nào đó, đó bắt đầu ô nhiễm nó tới rồi đó. Đó, thứ đó là thứ ô nhiễm dữ lắm mà nha. Rõ ràng ô nhiễm là sao? Hả, ngồi vậy mà coi như không định tâm lại ô nhiễm. Ngộ vậy đó. Thiệt à, cái từ trường, bây giờ nói luôn bởi vậy là thầy có cái ngộ vậy đó. Cái từ trường điện đó, coi vậy chứ nó độc dữ lắm. Quý vị có hiểu, quý vị có biết là ở trong cái phòng ngủ của mình á, nhưng mà ở đây nè, ai cũng bị hết. Nói thiệt nha, 10 người ở đây là bị hết 9 người rưỡi rồi. Bây giờ hỏi thiệt, ở trong cái phòng ngủ của quý vị đó, ở đây nè, khai thiệt nha, có trời Phật làm chứng à, không có đường nói dốc à. Mà hỏi thiệt là ở trong phòng ngủ của quý vị có để tủ lạnh, có để tivi không? Có để mấy cái điện dây điện thoại cắm không? Sạc không? Có hết phải không? Mấy cái đó là từ trường sống không? Quý vị muốn sống
cái này không có nói mà gọi là cái dạng như bằng gì phong thủy phong là gắn gì hết á. Cái này là thực sự mấy cái từ trường điện đồ này nọ đó, điện thoại nữa là thứ độc, cho nên tốt hơn. Mà bây giờ ở đây cả cái thế giới này nó nghiện. Bây giờ hỏi thiệt quý vị đây nè, ở đây có người nào không có điện thoại không? Không điện thoại cầm tay có không? Không có người nào không có luôn. Có nghĩa là ai cũng có hả? Bà Diệu Quế không biết xài nhưng mà có không? Không rồi sao rồi nói chuyện với thiền hữu được? Rồi bà có bỏ trong túi cái điện thoại đó không? Ở vậy ở đây trong cái chùa này bả là hiện bây giờ là sao? Số 1. Hồi sáng này, bây giờ quý vị ở trong này là đang cái dạng gì biết không? Cái dạng chạy đua nước rút. Hồi sáng thấy coi gọi là gì? Olympic ở bên Pháp. Mấy đứa mà ngộ cái là da đen không? Nữ nam gì nó chạy mà chạy gọi là kêu bao tiếng Việt kêu là gì? Chạy 100m, 500m. Chạy gì? Chạy ma. Marathon á. Có thằng Úc ở Adelaide. Nó chạy mới đầu là cái này là chạy 150m mới đầu là nó dẫn nhất. Nhưng mà tới chừng nước rút tới một cái mấy thằng kia vượt qua hết, nó hạng bé. Thì chúng mình trong đó có bà Diệu Quế. Thiền hữu coi, thiền hữu nói là chắc là sư đệ tử thầy trò này nọ của mình là hiện giờ cũng đang chạy. Đang chạy nước rút à. Mà coi như là chắc có lẽ bả là người dám tới trước rồi nha. Có đúng không? Hai bà muốn tà tới sao? Ở đó thấy không? 90 mấy rồi thì là đó. Nhưng mà một cái là tại sao bà khỏe, bà còn chạy coi như là ghi danh vô chạy marathon để giành cái vé huy chương vàng là giỏi á. Chứ chưa chắc là thiền hữu giống như có nhiều người tu hành y như trang vậy đó. Thiền hữu ngồi quán chiếu, có nhiều người mới bắt đầu ha, vô chùa ha, hôi ra dĩa đạo mạo lắm ha, vài bữa là nó bị tuột lại tuốt mà sao, giống như thằng Úc mới đầu chạy vô chạy nhất mà nó cách khoảng chừng là 3-4 mét. Vậy mà tới chừng mà cái nước rút khoảng chừng 5 phút là tới đích. Trời ơi mấy cái ủ lên. Cũng ở dân gọi là bên South Africa không? Mấy người đó hay thiệt. Thì trở lại, thiền hữu muốn nói là cái ơn đầu tiên là cái ơn đó. Rồi bây giờ cái ơn mà thứ hai, thôi bây giờ mình nói ơn nhiều quá. Bây giờ chỉ có ba cái ơn mà quý vị nhớ nè, mà phải cố gắng hứa với lòng là thuộc lòng luôn, để mà lúc nào ngồi bất cứ chỗ nào mình cũng đọc và mình cũng nhớ, mà thậm chí mình xá hoặc là mình lại á là tốt lắm. Người mà biết mà có cái lòng nhớ ơn mang ơn á, tự nhiên đạo đức nó có à, và đã hiền hậu à, không có muốn giữ với ai nữa. Tại vì mình thấy mình nhỏ bé quá, và mình thấy là mình sao mình không có nghĩa lý gì hết. Ta gọi là mình là con là chỉ là hạt cát ở trong sa mạc thôi. Con chỉ là một giọt nước ở trong lòng đại dương thôi. Mà quả thật là vậy. Quý vị ngồi quán chiếu đi chứ con chẳng có gì chứ. Thì cái này cũng là nói bởi vậy. Ngủ không được,
thức dậy 4 giờ lạnh quá, trời nó lạnh gì đâu mà năm nay nó lạnh rút, nó lạnh cũng như là trời nước rút mấy bữa nay. 1 độ trong này nha, 1 độ, 0 độ, 1 độ, 0 độ. 3 giờ rưỡi, 4 giờ sáng, mặc 3 cái áo đi ra mà nó tự nhiên nó rung, mà đốt đốt nhang đốt đèn mà nó rung. Nó, ủa không lẽ bệnh ta, nó rung vậy nè, ta gọi là rung như, trời không biết phải. Ủa con cày khi sấy lên nó rung vậy đó hả? Con cày là con gì? Đó. Hỏi tới hỏi nhiều là hiểu nhiều à, ngộ vậy đó. Mà hỏi kinh điển không biết, không nhớ gì chứ. Rung vậy đó cho nên nằm không biết làm gì, ngồi quán hay ngồi ấy bóp vào bóp cẳng ha, xong rồi đọc chú để bi 3 biến, xong rồi thì mở tivi coi, coi mới thấy nó đang đua nước rút. Rồi xong rồi coi hồi sao thấy cứ hồi xong cứ quay tới cái lui mấy này hoài, hồi bắt qua đài khác, tình cờ đài số 32, tình cờ coi cái này mới thấy cũng hay, muốn chia sẻ với quý vị. Và đặc biệt chia sẻ với những cái người mà tự mình lúc nào mình cũng cho mình là hay, là giỏi. Rồi quý vị có nhớ là ở trên thế giới này nó có những cái khu mà cho đến giờ phút này trên mấy ngàn năm rồi đó mà người ta chôn á, chôn rồi chiến tranh đó mà còn cái đầu lâu, còn cái đầu, quý vị có thấy không? Mà Thiền Hữu phát hiện ra cái điều này hay nè. Dầu bây giờ nghe đầu nghe bây giờ phải hình dung ra nè, ưu tiên cho những cái người đầu độc trước, tức là tại cái đầu lâu nó không còn tóc nữa, mà có người 300 năm 400 năm rồi lấy lên á, cái ở dưới lấy xác lên á, mọc coi như là một cái gì mọc, cái đầu này còn nguyên mà, nhưng mà tóc thì không còn, và 2 con mắt thì mất luôn, không còn gì hết. Thì bây giờ Thiền Hữu coi tới cái đó, mà cái này là chiến tranh mà của loài người đối xử với loài người. Coi tới đó rồi Thiền Hữu mới quán chiếu, Thiền Hữu mới suy nghĩ, anh tự anh cho anh là cái đầu này, thí dụ như Thiền Hữu đi, đầu của Thiền Hữu nhớ nhiều thì quý vị thường nói trời ơi thầy có không phải thông minh, thầy có gì, có trí nhớ tốt là nhờ cái gì, nhờ cái đầu, nhờ cái óc, đại khái vậy đi. Rồi cái ông này ở dưới này cũng là cái đầu trọc, ổng cũng là giỏi đó, nhờ ổng làm sao, ổng giỏi, ổng gõ trúng, ổng gõ mỏ hả, ổng gõ trúng cho nên ổng giỏi. Rồi giờ cái bà này bà ngồi đó là nhờ bà cạo đầu, bà cạo tóc đó là nhờ sao, bà gì, bà tụng kinh hay, bà tụng lớn nhất chùa này, thí dụ. Rồi bây giờ giả dụ như bây giờ chúng mình chết chùm nha, chết chùm có nghĩa là sao, chết chung, chết chùm là chết chung, mà nói cho nó văn chương một chút là ôm nhau mà chết, nói theo ngoài đời nguy hiểm vậy, không có gì nguy hiểm, chết không đâu có gì nguy hiểm. Rồi chôn rồi xong rồi 1000 năm sau lấy cái đầu lên, còn phân biệt được cái đầu nào là đầu của ông Thiền Hữu, mà cái đầu nào là đầu của ông Giác Hải, cái đầu nào là đầu của cái bà Viên Huệ không, để một cái không phân biệt được. Cho nên còn sống á thì bài đặt là gì, cái đầu này là đầu tiến sĩ, cái đầu này, xin lỗi nha, nói như cũng có
Này là nói bằng một cái chân lý thật sự. Bây giờ nói luôn là thậm chí luôn nói sĩ luôn nè. Đầu này đầu tiến sĩ nè, đầu này mình sĩ, đầu gì? Bác sĩ nè, nói luôn. Đầu này đầu đầu đã, ca sĩ nè, đầu này đầu nghệ sĩ nè, đầu này đầu nhạc sĩ nè, ở dưới có nhạc sĩ nữa. Rồi đầu này đầu thi sĩ nè, sĩ nhóc hết trơn. Nhưng mà cuối cùng rồi á, là thằng nào cũng như nãy khi có vệ sĩ nữa, mà nói vệ sĩ nữa, vệ sĩ ngồi kế bên. Rồi thì thiền hữu ngồi, thiền hữu nói ủa, như vậy rõ ràng là khi con người còn bài đạt nói rồi à, tôi danh giá, cái đầu này là cái đầu danh giá, cái đầu này là cái đầu mà tu từ nhỏ tới lớn, ê, không ai đụng tới. Mấy cái đó cuối cùng rồi có thật là danh giá không? Không. Thì hữu ngồi thấy nhìn cái đầu, mấy cái đầu đó rồi tự nhiên rồi dò cái đầu này, rồi không, hai con mắt không có nha, nhìn giống nhau vậy, không phân biệt được. Thậm chí trong đó có đầu vua luôn, vua chúa rồi nọ, mà giành với nhau, chém giết với nhau để mà giành cái gì? Giành cái ngôi vua hoặc là cái vương vị, chém giết rồi thậm chí anh em giết luôn à. Nhưng mà cuối cùng bây giờ rồi, thậm chí giờ mấy ông đó mà bây giờ móc lên dòm cái đầu, rồi đưa cái đầu của một cái người vương coi như là dân giả cũng giống nhau à, không có khác, bằng nhau. À, thiền hữu coi hồi khuya này mới coi thấy à, cũng ngộ ngộ. Cho nên trở lại, đầu gì đầu, nhưng mà không có hiếu với cha mẹ là không được. Giỏi gì giỏi chứ, anh giỏi giỏi chứ, anh không lẽ anh ở dưới, anh ở dưới đất nẻ chui ra, hoặc là anh là thậm chí luôn anh là tài thiên đại thánh, anh cũng từ đâu mà ra? Từ cục đá, dục đất gì nó cũng có chui ra, cũng có chỗ chứ. Thành ra có nhiều người cứ nói rồi ta là như vậy như thế kia. Còn thầy hữu là rõ ràng là mình không có bằng cha mẹ mình. Mình không có bằng thầy tổ mình. Cho nên vì chính vì vậy mà lúc nào mình cũng mang ơn, cho nên mới có cái câu gọi là đệ tử chúng con một lòng thành kính hướng về. Nhớ ba câu này nè, lát thầy hữu đọc. Còn nếu mà thầy hữu thuộc thì nhắc. Đệ tử chúng con một lòng thành kính hướng về ơn sâu của gì? Của liệt vị tổ đức tôn sư thắp sáng ngọn đèn chánh pháp. Nghĩa nặng của thất tổ cửu huyền nói truyền gia đình huyết thống. Đó là xa xa chút, tức có nghĩa là có phải ơn thầy tổ không? Ơn sâu của liệt vị tổ đức tôn sư, đó là thầy tổ, là đạo. Rồi bắt đầu nghĩa nặng của thất tổ cửu huyền, mình có gọi là cửu huyền thất tổ á, thất tổ cửu huyền nói truyền gia đình huyết thống. Nhớ. Cái ơn thứ hai nữa là đệ tử chúng con một lòng thành kính hướng về ơn sâu của những bậc thầy khai tâm mở trí. Nghĩa nặng của tới ai? Nghĩa nặng của ai? Hai đấng sinh thành đã dày công giáo dưỡng. Trời ơi, là có sao? Có thầy tổ ha.
Và có thầy ở ngoài đời không? Những người đã khai tâm mở trí, và bên cạnh đó là cha mẹ, hai đấng sinh thành. Rồi cái cuối cùng, đệ tử chúng con một lòng thành kính hướng về ơn sâu của gì? Của Đàn Na Tính Thí Hy Hiến Cúng Dường. Nghĩa nặng của Phật tử thập phương nhất tâm hộ đạo. Có nghĩa là thiền hữu lại cái lại cuối cùng này là lại ai? Lại ai? Lại hết thảy quý vị đang ngồi dưới đó. Thiệt á, mang ơn nhiều lắm à. Không có quý vị á, nói một câu dứt khoát luôn, không có quý vị. Quý vị trong này là từ lớn tới nhỏ, từ phụ nữ cho đến đàn bà, từ phụ nữ đến đàn ông quên lộn rồi, từ gì, từ bà già cho đến đứa con nít. À, thiện hữu mang ơn á, mà nói theo ngoài đời là nếu không có quý vị là đời thiền hữu không dám nói, phải nói mạnh lên. Nếu không có tụi tôi hả thầy? Đó, thấy không? Ghê vậy đó. Không có quý vị là đời em tan nát. Tan nát xong rồi sao? Tơi tả. Rồi gì nữa? Tê tua. Cái chữ tê nó hay lắm mà nghe. Nó hay à. Tan. Tan cái gì? Tê tua. Tê rồi tua. Tơi rồi tả. Chữ tê nó đi nha nghe. Tiếng Việt chỉ có tiếng Việt tuyệt vời. Tan, tơi tả, tê tua, tiêu tùng. Tê tái. Tê tái. Hả? Tan tác. Rồi gì nữa? Nhiều lắm à. Nói ra đi. Chữ tê không? Tê tái. Đó, nghe hồi tê tái luôn. Hả? Hả? Thê thảm đó. Cũng là chữ tê đó. Tê hát. Hả? Thê thảm. Nói một hồi nghe thê. Không. Không. Thê thiết. Cái này chỉ có mình thiền hữu hay. Không, thiền hữu không có nói tha thiết mà nói thê thiết. Trời ơi bà đó, bà dịch thê là vợ ông nội nha. Thê thiết. Bà dịch ra thê là vợ, thiết là thùng thiết. Dịch ra là vợ. Khổ thì nhớ chùm không. Rồi cho nên trở lại là suốt cái mùa Vu Lan từng tới đó, chủ nhật từng tới thì ngủ mới khai kinh Vu Lan, có để thông báo sẵn. Thấy không? Thấy mấy cái tờ giấy không? Thấy không? Có một người mà thấy dễ thương mà bữa nay ổng đi mất tiêu à. Nói vậy cho khẩu nghiệp, khắc khẩu. Nói là có mà là nó không hạ. Nhưng mà con cái không có thì thấy nhớ. Nhớ thôi chứ không có thêm cái chữ nhớ nhung. Thôi ghét, không có thích bà Nhung cho nên nói nhớ thôi. À, là cái ông Phước nhà mình đó, ông được cái là coi như là mấy cái buổi chủ nhật này nè, với có lễ rồi mà có cái tờ giấy thông báo nha, là đi
Rồi kêu bằng gì? Pháp. Cho mấy người ngồi ngồi vậy là tự nhiên có hết rồi, bữa nay ổng không có đây. Mà cái ngộ một cái là con vợ của ổng nó không biết trước. Nó gọi là cái đó gọi là không dám đụng. Không dám đụng hẹn. Vợ chồng thì nó đụng nhau hoài. Chạy không kịp. Mà là làm việc thì nó không dám đụng hàng. Chứ như người ta vậy, bây giờ chồng mình đi rồi thì mình gọi là cái gì? Chồng đi vợ thế. Dùng cái chữ cái đó là chữ nho của người ta đó. Chồng đi vợ thế, thay vì cái chữ khác đó là quyền huynh thế phụ. Hôm nay giờ tôi sửa lại là chồng đi vợ thế. Còn bữa nào mà thiện hữu mà đi không có chùa thì sao? Thầy đi con thế. Vậy thôi. Nó tập cái đầu óc phải là nho mà nó cứ chùm nó rớt hết cái chùm này tới chùm kia. Thôi thì là nay mình chia sẻ một chút vậy, để rồi từ từ những cái ngày này đó là mình cứ thả tâm thả hồn về. Thứ nhất là cha mẹ, ông bà. Thứ hai là ơn nghĩa. Mình có được viên thuốc mình uống nhờ biết bao nhiêu công sức của các nhà khoa học, mấy người bên gọi là dược sĩ, người ta chế bào rồi. Thậm chí luôn có được viên thuốc uống là biết nhờ ai biết không? Không phải bác sĩ, cũng phải dược sĩ nữa, mà nhờ con gì mà nó thí nghiệm trước? Chuột. Có khi nào quý vị nhớ mấy nhà mà mang ơn mấy con đó không? Thật à, loài người mình đó, coi vậy chứ mấy cái thuốc men rồi nọ mình sử dụng đó, toàn bộ là cái sự hy sinh lớn nhất là mấy con chuột á. Chuột gì? Chuột bạch. Cho nên mấy chuột đó nó có đầy đủ phước lành trở lại làm. Không lẽ làm chuột nữa, làm gì? Làm người. Mà nếu mà con chuột bạch là nó trở lại làm người da trắng. Bạch là trắng. Còn mấy con chuột trời ơi, con mấy chuột cống có cống hiến cho khoa học nghiên cứu gì không? Không. Ai mà nghiên cứu mà coi như là mà lấy quá chuột cống chuột. Nhưng mà họ hỏi Sài Gòn nha, thì ngủ có nghe nha, thì ngủ có biết luôn, có nghe mà biết chỉ địa điểm luôn, mấy cái tiệm bán gọi là bánh bao á ở Sài Gòn nha. Thiện Hữu nói chỗ khác, cuối cùng nó làm cái nhân bánh bao đó, tại vì chuột cống Sài Gòn con nào cũng lấy một bắp dế của ai ta, bắp dế của Thiện Hữu. Ủa bắp dế của con nhỏ nó bự quá. Trời ơi trời, con nhỏ bé bự mà coi như là bắp dế nó nữa xong luôn. Nó có con chuột cống nào bằng cái chuông ta? Có không? Thì vậy thì nhỏ đó làm sao mà bà mà đó. Thì trở lại là Thiện Hữu cũng nghe nói. Mà tới chừng mà bây giờ mà nhớ lại cái vụ đó, hồi sáng này có chứ hôm qua có nhiều người cho Thiện Hữu bánh bao quá trời. Chưa có dám rớ tới. Có ai thích thì Thiện Hữu cũng dừng. Sáng hôm qua hả, 20 cái bánh bao còn nguyên, chưa đụng tới. Rồi nói chuyện nghe nói là Thiện Hữu thích ăn bánh bao. Rồi cái bà tám đời làm bánh bao tiếp, đem vô hồi sáng cho một giỏ. Rồi xong rồi bà diệu giáo, không biết bà đi Costco mà sao bà nghe thầy thích bánh bao. Trời, bà mua bà ghé bà về, bà cũng làm nữa, cuối cùng bữa nay bánh bao đụng bánh bao. Ba ăn chủ bánh bao. Mà bây giờ bánh bao mà cái nhân rõ rồi coi. Ghê quá. Dở ra sao thấy.
Quý vị tưởng tượng ha. Đen. Cái gì? Trời ơi. Chắc tôi trả bà. Thầy ơi, là bạn trai mà thầy. Nguyện đem công đức hiện tiền hướng về nâng cả miền trần xa. Con và cha mẹ ông bà chúng sanh